NIAUM Pro có các thành phần từ các loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Đặc biệt đây đều là những thành phần đã được chứng minh là thực sự có hiệu quả tốt cho sinh lý nam giới. Chiết xuất sâm cau 150mg, cao khô bạch tật lê. 80mg, cao nhục thung dung, 50mg, cao dâm dương hoắc, 30mg. Cao khởi tử, 30mg, cao ba kích. 30mg, cao đương quy, 30mg, kẽm gluconat. 25mg, l carnitine Fumarat, 25mg, bột đông trùng hạ thảo, Cordyceps sinensis. 20mg, cao nấm tỏa dương, 20mg, l arginine SCL. 20mg, Selen 2000 ppm. 0,5mg, phụ liệu, tao, magisterus, vỏ nang gelatin vừa đủ một viên, sâm cau, sâm cau được coi là dược liệu vàng trong phục hồi sinh lực phái mạnh. Đặc biệt, trong sâm cao có chứa chất cyclotetran diterpen saponin, đây là hoạt chất quan trọng thúc đẩy nhanh quá trình sản sinh hormone nam testosterone. Bên cạnh đó, sâm cao còn có khả năng tăng gấp đôi trọng lượng tinh hoàn, giúp quý ông thư giãn cơ và chống co thắt hiệu quả. Bạch tật lê, đây là một trong những vị thuốc quan trọng hàng đầu trong quá trình hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới. Trong y học cổ truyền, bạch tật lê được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc chuyên về bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lý ở nam giới nhục thung dung đây được coi là bảo bối cho cánh mày dâu từ xa xưa nhục thung dung đã được sử dụng để ngâm rượu theo các tài liệu nghiên cứu thì nhục thung dung có tác dụng hạn chế xuất tinh sớm và tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả dâm dương hoắc đây được coi là bài thuốc ôn thận tráng dương làm ấm cơ thể và khỏe gân cốt tăng cường ham muốn ở nam giới dâm dương hoắc có khả năng thúc đẩy quá trình sinh tinh diễn ra mạnh mẽ tăng bài tiết, cường gân tráng cốt, cao khởi tử, đây cũng là một thành phần được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc hỗ trợ sinh lý. Đây là loại thảo mộc có khả năng cường dương, sinh tinh, điều trị vô sinh hiếm muộn. Ba kích, ba kích có tính ấm, vịt cay, ngọt, có tác dụng hiệu quả trong việc bổ thận, tráng dương. Ngoài việc hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam, ba kích cũng được kê cho phụ nữ trong những trường hợp bị đau bụng dưới. Sức khỏe kém, ba kích có khả năng kích thích ham muốn ở cả hai giới luôn đấy nhé, đương quy. Đây là một vị thuốc quý, trong đương quy có chứa chất ligustilide, đây là hoạt chất có khả năng tăng cường lưu thông máu. Từ đó tăng lực, giúp sinh lực của người dùng được tăng cường tốt hơn, dẻo dai hơn, đương quy tốt cho cả nam giới và nữ giới. Khi dùng đương quy thì hầu hết các cặp đôi đều nói rằng cuộc yêu của họ trở nên sung mãn hơn bao giờ hết. Nấm tỏa hương, nấm tỏa hương cũng là một thảo dược hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới. Đây là loại cây có hình dạng giống cây nấm, chúng có chứa nhiều anthocyanin và 19 hợp chất có tác dụng tốt cho sức khỏe. Tất cả những chất này góp phần tăng cường ham muốn ở nam giới, đông trùng hạ thảo, đây là loại dược thảo vô cùng quý hiếm mà chỉ có ở những sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam cao cấp. Đông trùng hạ thảo vừa có khả năng hỗ trợ sinh lý vừa có khả năng tăng cường sức khỏe. Giúp quý ông bền bỉ hơn, dẻo dai hơn cho mỗi cuộc yêu và sẵn sàng cho công việc thường ngày bên cạnh đó sản phẩm còn có một số thành phần khác các bạn có thể tham khảo thêm công dụng chính của penium pro rất nhiều bạn thắc mắc không biết penium pro plus có công dụng gì có phù hợp với mình không có thực sự hiệu quả không dưới đây là một số công dụng đáng lưu ý của penium pro hỗ trợ tăng cường ham muốn ở nam giới giúp nam giới tăng cường tần suất quan hệ hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ chống xuất tinh sớm một cách hiệu quả hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu lưu thông đến cậu nhỏ, từ đó cải thiện tình trạng rối loạn cương dương mà các quý ông thường hay gặp phải. Làm chậm quá trình mãn dục nam và hạn chế tối đa tình trạng mãn dục sớm ở nam giới, bổ thận. Tráng dương, tăng cường sức khỏe tổng thể cho phái mạnh, hỗ trợ tăng kích. Thương.